Em đi anh. Anh cần xử lý thằng nào để em xử lý nó? Bây giờ mình chỉ cần ấn một phát là biết thằng mũ vàng nó ở đâu thôi em. Lần này em mà bắt được thằng mũ vàng thì em sẽ cho nó vào tù giống như thằng chủ quán siêu tinh. Vậy thì anh em mình đi bắt thằng mũ vàng về từng tỷ thôi anh. Em là em tức nó lắm rồi đó. Người đồng ơi, em bây giờ ở nhà đi nhé. Anh với anh Lùn đi bắt mũ vàng về cho em xử lý. Dạ, anh cứ đi đi bắt mũ vàng về giao cho công an đi anh. Ta đi thôi em, mà đàn em của em đâu rồi? Nó đến đây rồi đó anh. Có nó thì thằng mũ vàng sẽ không bao giờ chạy thoát được. Thằng kia, mày vào đây. Em đi anh, anh cần xử lý thằng nào để em xử lý nó? Đàn em của em đến đây rồi. Chỉ một mình nó mà hạ gục được 10 thằng đen à. Vậy anh em mình đi thôi. Con ơi, mau đi, cướp đồng hồ cùn về đây cho bố. Dạ, bây giờ con đi luôn. Con bịt cho kín vào, tránh bị người ta phát hiện đấy. Mà bộ uống cái gì đấy, cho con uống với. Đây, con uống đi, sữa đấy. Đúng là sữa đồng bào bình cùn, ngon thật bố ạ. Con mà lấy được chiếc đồng hồ cùn vạn năng về đây cho bố, bố sẽ thưởng cho cái bình này. Dạ bố, con đi đây.